Theo ghi nhận của Mua Gì Ở Đâu, vào 18:30 chiều tối ngày 24 tháng 3, tại khu vực đường Phạm Văn Đồng, quận Gò Vấp, nơi thường xuyên tập trung rất nhiều cơ sở kinh doanh ăn uống, nay thưa thớt khách, hầu hết các hàng quán đều tạm thời đóng cửa. Số lượng người ăn uống tại khu vực này cũng giảm mạnh so với thường ngày. Riêng khu vực đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận, một số hàng quán kinh doanh ăn uống bắt đầu dọn dẹp bàn ghế và chỉ duy trì hình thức kinh doanh buôn bán mang đi và giao hàng tận nơi. Nhiều cửa hàng treo biển thông báo tạm ngưng hoạt động vì dịch bệnh. Ngoài ra, các cơ sở làm đẹp, cắt tóc, phòng tập gym cũng thông báo tạm thời đóng cửa cho đến hết tháng 3. Tốt cho người dân bởi vì ngăn ngừa đại dịch lây lan ra nên chúng tôi hoàn toàn ủng hộ. Tuy là nó ảnh hưởng đến kinh doanh của chúng tôi nhưng mà bây giờ vì đại dịch chung, vì mọi người, chúng tôi sẵn sàng đóng cửa cho đến khi nào nhà nước công bố bớt dịch thì chúng tôi sẽ mở cửa lại. Được biết trong thời gian tới, thành phố Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác quản lý và phòng chống dịch Covid-19. Chính vì thế, việc tạm thời đóng cửa các hàng quán, các cơ sở kinh doanh ăn uống là hành động cần thiết để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.